Xin chào đồng chí, các bạn và các em. Hôm nay sẽ là ôn tập đầu bài là Combine Two Sentences As. Ghép hai câu lại với nhau. Sử dụng so that, in order that, in order to, so as to, hay là cả hai cách. Đọc đầu bài là việc quan trọng phải làm. Và đọc đầu bài nhận ra một điều đó là hai cách. Tức là nếu làm được cách nào thì ta làm tất, không bỏ. Vậy thì đọc đầu bài xong thì có nhận xét gì? Thứ nhất, chúng ta phải sử dụng các cái loại như là mệnh đề chỉ mục đích, so that, in order that, cụm từ chỉ mục đích, in order to, so as to, hoặc là cả hai cách để làm bài này. Và chính vì từ đó mới có một cái vấn đề cần nêu ra ở đây như sau, đó là thế này. Trước tiên là phải xác định được câu chỉ mục đích, nó cho mình hai câu. Đây, Tom wanted to watch the news, he turned it on the TV. Tức là Tom đã muốn xem tin tức, anh ấy bật TV lên. Thế thì nhiệm vụ chúng ta phải xem là trong hai cái câu này, câu nào là câu chỉ mục đích? Đó, thấy chưa? Nếu chúng ta làm máy móc kiểu là cứ câu trước là chỉ mục đích, cứ câu sau là chỉ mục đích thì chúng ta sẽ sai. Trong cái dạng viết lại câu kiểu này hoặc là nối các câu lại với nhau kiểu này, chúng ta phải xác định được mối quan hệ của nó đã. Rồi muốn làm gì thì làm. Tiếp này, chúng ta lại quan tâm đến gì? Đó là chủ ngữ câu 1 và chủ ngữ câu 2. Nếu chủ ngữ câu 1 và chủ ngữ câu 2 nó same nhau, giá trị là bằng nhau, thì chúng ta có thể sử dụng cả hai cách. Một là với in order to, hai là với in order that. Còn nếu chủ ngữ câu 1 và chủ ngữ câu 2 không giống nhau, thì chúng ta chỉ được sử dụng cái đám gì? Đó là đám mệnh đề chỉ mục đích mà thôi. Mà mệnh đề chỉ mục đích là cái gì? Đó chính là in order to hoặc là in order that. Còn nếu chủ ngữ câu 1 mà vì câu 2, tức là làm cái này vì cái này, để ai làm cái gì, thì công thức nó sẽ là gì? For somebody to do, hoặc sử dụng mệnh đề chỉ mục đích để làm. Cái này là cái cần nhớ để chúng ta không bị sai, nhất là trong cái bài mà both ways này, cách nào cũng được á. Nhảy xuống nhá. Đây này, Tom thì muốn xem tin tức, anh ấy bật cái TV lên, đọc lên thì cũng hiểu ngay mục đích để xem tin tức, nên là anh ấy mới bật TV. Mà chủ ngữ của hai cái ông này nó như nhau, Tom và he là một. Thế thì chúng ta làm thôi, anh ấy bật TV để xem tin tức. Nào, thứ nhất là vì đây là cái câu nó có chủ ngữ như nhau, nên chúng ta có thể áp dụng là cụm từ chỉ mục đích, in order to, so as to, hoặc to, dùng cái nào cũng được nhé, một trong ba cái. He turned on the TV in order to watch the news. Rồi, làm xong rồi, nhìn rất ok, rất là sủng soảng. Tuy nhiên, vấn đề ở đây đó là Tom. Thế Tom đến đâu rồi? He ở đây là ai? Ở câu ở trên chúng ta có là Tom xong đến he, thì chúng ta mới hiểu là anh ấy mở cái TV bởi vì anh ấy muốn, chính là Tom đấy. Nhưng ở đây chúng ta không có gì, không có thì sai. Đặc biệt lưu ý với mình đó là những cái chỗ nào mà chúng ta có các câu mà có tên người thì phải hết sức cẩn thận, và kiểu gì thì kiểu cái tên người đó cũng được nêu ra. Tom turned on the TV in order to watch the news. Cách 1, cách 2, vì chủ ngữ như nhau nên có hai cách. Đã có cụm từ rồi, gì mệnh đề nào? Tom này turned on the TV này in order that he could watch the news. Chấm. Anh Tom anh ấy bật TV lên để mà anh ấy có thể xem một tin tức. Còn tại sao nó lại là could chứ gì? Tại vì thứ nhất đó là công thức, thứ hai đây là chuyện ở quá khứ. Quá khứ thì không dùng can được, phải dùng could. Thế thôi. Câu tiếp này. I will post the card today. I want it to get there on time. Đọc thôi nào. Tớ sẽ gửi cái tấm thiệp hôm nay. Tớ muốn nó đến nơi đúng giờ. Thứ nhất, chủ ngữ câu 1 là I. Thì đúng rồi. Nhưng chủ ngữ câu 2 có phải là I không? Không phải đâu. Đọc nhá. Tớ gửi tấm thiệp. Tớ muốn nó đến kịp giờ. Rõ ràng cái câu thứ hai, cái I want là cái phần mà muốn chúng ta bị lạc hướng. Chủ yếu ở đây là
Mục đích là để cái tấm thiệp đó, ít này, ít chính là tấm thiệp đúng không? Mục đích là để nó đến kịp giờ. Thế nên câu này là câu mà hai cái thằng chủ ngữ chính của hai câu đó nó không hoàn toàn giống nhau. Thế thì chúng ta chỉ có thể áp dụng được là mệnh đề thôi. Xem nào, chép nguyên vào thôi. I will post the card today so that it can get there. Ôi trời ơi, cái bàn phím này. On time. Hoặc cách tiếp nữa, chúng ta không dùng từ can nữa gì. Chúng ta có thể sử dụng là từ will. Mà nếu không gì, chúng ta chuyển sang thành từ guess. Bởi vì như đã nói rồi, ở trong cái phần đầu tiên mình nói về cái này, đó là họ có thể sử dụng cái thì hiện tại giản đơn cho việc chỉ mục đích này. Hoàn toàn có thể nếu đó là điều mà diễn ra ở tương lai. Hết. Câu số 3. Please turn down the radio. I want to be able to get to sleep. Bạn nhỏ cái radio đi, tớ muốn đi ngủ. Chủ cái 1 không có, chủ cái 2 là I. Thế thì hai thằng này nó không có giống nhau về chủ ngữ rồi. Nó sẽ là việc là dùng so that và in order that. Nào thì please turn down the radio. So that, tất nhiên in order that cũng được. I can get to sleep. Chấm. Thế là xong. Can hả? Thế sao lại can gì? Want to be able bằng với can. Và công thức cũng là can thật. Hết. Tiếp này. She locked the door. She didn't want to be disturbed. Tức là cô ấy khóa cửa lại. Cô ấy không muốn bị làm phiền. Vậy mục đích của cô ấy là gì? Mục đích là không muốn bị làm phiền nên cô ấy mới khóa cửa. Chủ ngữ của hai câu tất nhiên nhìn thấy ngay đó là she và she như nhau rồi. Mục đích thì là không muốn làm phiền gì. Cách một xem nào. Cách một thì đơn giản lắm. To do, in order to, hoặc là so as to. Dùng một cái này. À đầu tư nhé. Lại thêm một thứ nữa là didn't. Đây là câu phủ định. Thế thì chúng ta sẽ không thể dùng là in order to, so as to, mà phải là in order not to, so as not to. Câu này sẽ làm cách cẩn thận hơn này. Nào là she nè, locked nè, viết sai chính tả rồi. The door. In order not to be disturbed. Chấm. Xong. Cô ấy khóa cửa lại để mà không bị làm phiền. In order not to be. Đây là một cái hết sức cẩn thận cho tôi. Bởi vì cái not này nó là liên quan mật thiết với ông didn't. Phủ định chứ không phải khẳng định. Đấy. Làm xong các bước thì còn phải kiểm tra lại. Nhưng mà đây là có hai cách cơ. Bởi vì chủ ngữ như nhau gì. Thì chúng ta cứ chép nguyên phần trên đi. Nào là cô ấy cũng khóa cái cửa lại để mà làm sao bây giờ. She wouldn't be disturbed. Wouldn't. Tại sao lại wouldn't? Bởi vì nó công thức. Xem công thức đi. Có mấy cái từ thôi, phải học chứ. She wouldn't be disturbed. Cô ấy khóa cửa lại để mà cô ấy không bị làm phiền. Và công thức nó có wouldn't đấy. Mở ra mà xem. Câu số 5. I turned off the TV. I wanted my roommate to study in peace and quiet. Tớ tắt cái TV. Tôi muốn là ông bạn của tôi có thể học hành trong cái sự bình yên và tĩnh lặng. Nghe thì rất là ok, nhưng vấn đề là thế này. Thứ nhất, chủ ngữ I với I ở đây không hẳn liên quan. Tôi tắt TV không phải để tôi học mà là để bạn tôi học. Thế thì nó phải công thức gì? For somebody to do something. Hoặc là mệnh đề chỉ mục đích. Một cái nhá. Thế thì mục đích đây là gì? À, tôi là tôi tắt TV đi để. Vậy thì cái vế thứ hai, câu thứ hai chính là để bạn tôi học đúng không? Nào, tiến hành nhá. Chúng ta sẽ có là I này, turned off the TV for my roommate to
study in peace and quiet. Xong một cái. Nhưng mà đã nói rồi, nó còn có thể sử dụng là so that với in order that, đúng không? Chỗ này thì phải chỉnh sửa một tí. Cũng sẽ là I turn off the TV so that my roommate could study in peace and quiet. Hết. Chúng ta sẽ sử dụng sau cái so that hoặc là in order that là gì? Quá khứ could, might hoặc là would. Ở đây là could study. Hết. Này, nó có khác gì cái phần mình nói không? Chẳng khác gì cả. Ví dụ thế nào? Thì ở đây bài tập ứng dụng cũng tương tự như thế. Chỉ là công thức nó phải nhớ. Chỉ là những cái yếu tố cần thiết để xác định xem mệnh đề hay là cụm từ chỉ mục đích bây giờ ở đây. Tiếp này. Câu 6. Please be quiet. I want to be able to hear what Tom is saying. Mục đích là để tôi nghe được Tom nó nói cái gì. Nên là thôi im đi. Hai cái câu này ghép lại với nhau thì một ông là please be quiet, không phải là tôi. Chủ ngữ ở đây không phải là tôi được. Nó sẽ khác với ai bên kia. Thành ra please be quiet so that hoặc in order that I can hear what Tom is saying. Yên lặng một tí đi để mà tôi có thể nghe được cái gì mà bạn Tom, bạn ấy đang nói. I can hear you. Cuối cùng này, they got up very early. They wanted to get to the top of the hill before sunrise. Họ đã dậy rất sớm. Họ muốn lên được đỉnh của ngọn đồi trước khi mặt trời mọc. Ô thôi, chủ ngữ của hai ông này là như nhau, là they là they. Thế thì cả hai cách đều được. They got up very early in order to get to the top of the hill before sunrise. Chấm. Cách thứ hai gì? Cách thứ hai sử dụng mệnh đề đúng không? Cũng gần như chép toàn bộ lại, sau đó thì chúng ta nhảy xuống đây. They got up very early in order that they, đây là quá khứ à, could get to the top of the hill before sunrise. Và đó là toàn bộ 7 câu của hôm nay chúng ta ôn tập. 7 câu thôi, bởi vì mình tìm thấy 7 câu này ở trong cái tài liệu cũ. Tất nhiên, tài liệu này là tài liệu copy ở nhiều nguồn khác nhau. Đấy, chúng ta hãy nhớ là tài liệu bây giờ thì nhiều lắm, copy ở đâu thì cũng có thôi. Chỉ có điều là chúng ta phải làm. Thôi, hôm sau gặp lại nhé.